chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại và đến với kênh Ala Jamie. Mình là My, sinh năm 1984. Trước khi vào giải bài của My, chúng ta hít thở thật sâu 3 hơi chung với tiếng chuông để tái tạo lại được năng lượng tích cực và làm sạch sẽ không gian để buổi giải bài hôm nay hiệu quả hơn mọi người nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu hít thở. Hãy kết nối năng lượng với nhau và đón nhận tin nhắn cuối cùng trước khi sự việc này xảy đến. Mới chuẩn bị 3 viên đá màu sắc khác nhau để chúng ta chọn tụ. Khuyến khích bạn sử dụng trực giác của mình để xác nhận xem viên đá màu nào bạn yêu thích nhất tương ứng sẽ là tụ bài của bạn. Hoặc chúng ta có thể nhắm mắt lại, hít thở thật sâu 3 hơi không suy nghĩ gì hết. Sau đó bạn mở mắt to ra, mắt bạn chạm phải viên đá màu nào đầu tiên thì đó tương ứng sẽ là tụ bài mà vũ trụ hướng năng lượng của bạn đến để chọn. Bây giờ nếu bạn đã xác nhận xong được tụ bài của mình, mình sẽ lấy lá bài đại diện chọn tụ. Tụ bài số 1. Hãy đón nhận một tin nhắn cuối cùng trước khi sự việc này xảy đến với các bạn. Tụ bài số 1. Bạn nhận được lá bài là Cycle, chu kỳ. Tụ bài số 2. Hãy đón nhận tin nhắn cuối cùng này trước khi sự việc xảy đến. Bạn nhận được là Differences, sự khác biệt. Tụ bài số 3. Hãy đón nhận tin nhắn cuối cùng này trước khi sự việc thực sự xảy đến. Bạn nhận được lá bài là Forbidden, là ngăn cấm. Ok, rồi. Chúng ta đã có đầy đủ 3 tụ bài. Mình sẽ đi ngay vào trong việc giải bài. Xin chào tất cả các bạn. Tụ bài số 1, đây là viên đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Các bạn, tụ bài số 1, chúng ta đang kết nối năng lượng với nhau và đón nhận một cái tin nhắn, một thông điệp trước khi một cái sự việc nó đang xảy ra cho các bạn. Tụ bài số 1 thì ở ngay cái lá bài đại diện chọn tụ, bạn nhận được một lá bài là Cycles, là chu kỳ các bạn. Ở đây bạn nhìn thấy rất là nhiều những cái mặt trăng, là giống như trăng khuyết rồi trăng lại tròn, trăng tròn xong trăng lại khuyết, sau đó lại tròn, nó đang nói đến cái tính chu kỳ. Rồi, nên cái chữ chu kỳ này nó làm cho chúng ta liên tưởng đến một cái sự tuần tự, bước này xong rồi nó mới đến bước khác. Vậy thì một cái tin nhắn mà bạn tụ bài số 1 cần phải đón nhận ở đây, mình đang nhìn thấy được rằng là không sớm thì muộn nha. Không sớm thì muộn, cái điều mà tin nhắn này đang chuẩn bị hé mở cho các bạn nó cũng sẽ xảy ra. Vậy thì điều đó là điều gì? Nó ở đây mới đang nhìn thấy là các bạn tụ 1 ai cũng trông chờ một cái tin, gọi là một cái điều tốt đẹp, một cái điều thịnh vượng hay là may mắn hay là hạnh phúc vui vẻ xảy ra. Nhưng mà trước khi điều đó nó xảy ra, ở đây mình đang thấy các bạn tụ bài số 1, thông điệp này nhắc nhở các bạn đừng có lạc lối, gọi là mình bị lạc hướng mất đi. Mà vì sao các bạn lại lạc hướng? Ví dụ giống như là các bạn căng thẳng quá, các bạn bị áp lực quá, bạn không có suy nghĩ được có cái thực sự thông suốt ở đây. Rồi tự nhiên các bạn bị mất phương hướng. Đây là một cái trải bài mà mình cảm giác là vũ trụ đang muốn nhắc nhở các bạn. Tụ bài số 1, bạn đừng có mất phương hướng. Vì có vẻ như ở đây nó đang có một cái lá bài, nó là coffin. Coffin nó là cái quan tài. Có vẻ như là công ăn việc làm, thậm chí cả là cái mối quan hệ, một góc độ nào đó của các bạn tụ bài số 1 về phương diện là tiền bạc và tài chính, có thể nó đang không diễn ra theo như ý các bạn muốn. Thì ngay lập tức bạn nhận được một lá bài bull, là do not back down from opposition, là chúng ta không có gục ngã, và show strength and fortitude. Giống như mình nhận được cái lá bài này á, bằng một cách nào đó nhóm tụ bài số 1, nếu bạn là gọi là nội lực của bạn nó không có đủ mạnh thì đây là lá bài thông điệp vũ trụ gửi đến cho bạn. Còn nhóm còn lại, nội lực của bạn, cái độ mà mạnh mẽ của bạn ấy, nó đủ rồi, thì lá bài này nó đang thể hiện cái năng lượng lúc này của bạn.
Mặc dù cái tình thế nó không đang đi theo hướng các bạn của bài số 1 muốn, nhưng mà bạn không có từ bỏ, bạn vẫn cho mọi người xung quanh và đặc biệt là cho chính bản thân của mình á một cái nghị lực nào đó để cho các bạn đứng vững. Tại vì sao? Vợ đây mi đang nhìn thấy rằng là bất kể là cái chuyện gì nó đang xảy ra nha, vì đây là trải bài chung, tụi bài số 1 có thể là công ăn việc làm, có thể là mối quan hệ, có thể cả là tiền bạc tài chính cuộc sống của các bạn, thì lá bài Hangman này á, mình nhìn thấy được rằng tụ bài số 1 bạn muốn làm một cái gì đó nhưng mà bạn không biết được cái cách để mà bạn có thể xoay chuyển tình thế, hoặc có thể bạn biết nhưng bạn chưa thực hiện được để xoay chuyển tình thế. Bất kể là gì đi chăng nữa, nó khi cái lá bài Hangman này nó xuất hiện trong trải bài của các bạn mới vẫn cảm nhận được rằng còn một vài bước nữa trước khi bạn muốn cũng vậy mà bạn không tìm ra cách đó, nó cũng vậy thôi, bởi vì nó còn cần một vài bước nữa. Như cái cycle này các bạn, tụ bài số 1 chu kỳ nè, ví dụ như hôm nay các bạn đón nhận cái trải bài này, một vài ngày sắp tới thì thể nào trăng nó cũng sẽ lại tròn ngày rằm á các bạn, cái lịch âm lịch của chúng ta ngày rằm đó, kiểu vậy. Thì bạn không thể nào nôn, bạn thôi thúc nhanh lên nhanh lên nhanh lên trăng ơi tròn đi, mình không có thôi thúc được. Nó cần phải có cái tuần tự, như lúc nãy mình nói với các bạn tụ bài số 1, ngay cái lá bài đại diện chọn tụ nó mang cái năng lượng tổng quan của mình rồi. Thành ra là ở đây mình nhìn thấy cái lá bài Hangman, mình cảm giác được là bạn không tìm được cách, bạn chưa tìm được cách, hoặc là bạn tìm rồi nhưng bạn chưa thực hiện được, nó cũng như nhau cả. Bởi vì cái giống như là khí vận trời đất và cái hoàn cảnh của các bạn tụ bài số 1, nó còn cần thêm một vài ngày nữa, thậm chí có thể sẽ là một vài tuần nữa để mà nó coi như là nó ăn khớp lại với nhau, để cho mà nó hoàn thiện lại được, thì bạn lúc đó mới có thể thực sự là chấm dứt được, kết thúc được cái giai đoạn mà không theo như ý các bạn muốn. Mà thậm chí ở đây nó có một cái lá bài là Dark Woman, một người phụ nữ có thể sẽ là tóc đen hoặc là da sậm màu đó, hoặc là bạn đang có một cái liên kết, hoặc là một cái vướng mắc, hoặc là một cái phối hợp nào đó với cái người này. Khi mà nó xuất hiện cái lá bài này trong trải bài thì bạn lưu ý mình một chút xíu. Rồi đó, vậy thì quay trở lại, bạn đang mong muốn điều gì, bạn đang muốn điều gì thì nó chưa vội được, chưa vội được, không sớm thì muộn. Với cái trải bài này My vẫn đang nhìn thấy rằng là bây giờ các bạn có áp lực, nhưng mà từ từ áp lực nó sẽ vơi. Có thể bây giờ bạn đang vội đi đâu đó, bạn vội đạt được một cái điều đó, điều nào đó, nhưng mà bạn vội thì cũng không được cái trải bài này á, vì bạn càng vội bạn cộng cả áp lực á. Có thể là một nhóm các bạn tụ bài số 1 bạn đang hơi hồ nghi về cái khả năng làm việc của mình chăng, hoặc là bạn đang giống như là nó hơi lạc lối. Mình vẫn cảm nhận được là cái hai cái chữ là lạc lối ở đây. Vậy thì với cái lá bài là Page of One and Nine Coin, hai lá bài này nè, nó đang cho mình nhìn thấy là cái sự nỗ lực của các bạn, cái sự cố gắng của các bạn, cái khả năng mà muốn học hỏi của các bạn tụ bài số 1 á, rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tại vì ở đây nè, mặc dù nó là hai cái bộ bài khác nhau, tụ bài số 1 nhé, Nine là số 9, ở bên này là số 10, rồi coin là cái đồng xu, là coin là cái đồng xu, ở đây bạn cũng thấy những cái đồng xu vòng vòng 9, 10, hai cái số nó là tuần tự với nhau, bạn sẽ dùng 9 xong rồi mới đến 10 đó. Cái kiểu giống như mình đang có cái cảm giác đây là một cái lời, một cái hồi chuông mà thức tỉnh, nhắc nhở cuối cùng dành cho các bạn tụ bài số 1 là mình không nhất thiết là phải quá vội vã. Ở đây nó có bài lá bài là Reconciliation, các bạn cho mình nhìn cái lá bài đó một chút nhé. Chắc là mình sẽ sử dụng bộ bài này. Xin vũ trụ hãy cho các bạn tụ bài số 1 thấy rõ năng lượng của Reconciliation trong trải bài của tụ bài số 1. Reconciliation, ok, nó có Six of Cups à. Là một cái sự kết nối, là bạn thấy hai cái người họ đang níu cái tay lại với nhau nhé. Reconciliation là 6 ly. Rồi ở đây bạn có một cái lá bài là 4 kiếm. Bạn có 5 xu hả? Rồi ở đây bạn có... Wow, hay quá. Mình muốn để cho các bạn tụ bài số 1 bạn xem này. Vì sao mình lại nói cái chữ hay á? 10 là số 10 các bạn, coin là lúc nãy mình nói bên này rồi. Rồi số 10 là 10. Một cái thông điệp, một cái năng lượng nó lặp lại. Điều này có nghĩa rằng là chúng ta đã có một cái sự vững, chúng ta hãy cứ vững tin. Vì chúng ta giống như là có một cái sự xác nhận rồi, vì một cái thông điệp mà nó lặp lại hai lần thì cái độ mà đáng tin cậy của nó khá mạnh. Đáng tin cậy khá mạnh. Vậy thì nếu như mình nhìn thấy đây, lúc nãy mình có nói với các bạn ở đoạn đầu, có thể là công ăn việc làm của các bạn, một góc độ cả là tài chính nó đang không đi theo như ý của bạn muốn, đúng là nó hơi rối, nó có hơi tiêu cực, nó hơi khổ sở cho các bạn một chút xíu, nó làm cho các bạn suy nghĩ.
nhưng quan trọng ở đây Six of Cups mi vẫn và reconciliation, khả năng là sẽ có một người bạn cũ có thể người ta sẽ xuất hiện, thậm chí cả là bài lover ở đây. Ok, dark woman khéo đâu à, lúc nãy là mi nói là các bạn hãy lưu ý một chút xíu đến một cái người có thể là giới tính là nữ, ok, tóc sậm màu hoặc là da sậm màu, bạn phải liên kết với họ hoặc là bạn đang có một cái gắn kết nào đó, thì mình không biết nó là tích cực hay là nó tiêu cực, mình chưa xác nhận được, nhưng mà ở đây nó đang có những cái thông điệp khá là rõ ràng, khả năng là bạn sẽ có một cái sự liên hệ lại. Bạn không gọi là người ta không chủ động liên hệ với các bạn thì bạn sẽ chủ động liên hệ với người ta. Mình lục lại trong cái danh sách bè bạn của mình lục lại trong cái trí nhớ những cái đối tác cũ của mình chăng, hay là người quen cũ của mình chăng, hoặc là một cái người bạn hay là sếp cũ, tóm lại nó là một cái mối quan hệ cũ, nó không phải là mới. Người ta liên kết lại với các bạn và hai bên tự nhiên có một cái sự phối hợp nó hài hòa, gắn kết lại nó hài hòa. Vì ở đây Ten of Coin nó đang thể hiện cho mình khá rõ rằng là cái tình hình mà khó khăn của các bạn tụ bài số 1 ấy, cái khổ sở khó khăn hiện tại của các bạn tụ bài số 1 ấy, nó sẽ được giải quyết. Nó sẽ được giải quyết. Tại vì vẫn với cái tình hình hiện tại ấy, thì mình thấy là tụ bài số 1 bạn khó khăn thật, nhưng bạn chưa đánh giá đúng và đủ được cái mức độ và cái hoàn cảnh khó khăn của các bạn. Nó không có khó lắm đâu. Nó vẫn còn đang có một cái kênh trợ giúp, mà kênh trợ giúp này là từ cái người quen cũ. Nhưng có thể với đây là cái trải bài chung, mình không biết là vì sẽ có rất là nhiều những cái giai đoạn khác nhau. Ví dụ như là anh A trong tụ 1 là đã biết cái thông tin mình chia sẻ tại gặp rồi, chị B trong cái tụ bài số 1 chưa gặp thì từ từ sẽ gặp đó. Nên mình đang muốn ý cho các bạn hiểu là mình đang diễn tả là cái thứ tự nó khác nhau. Thì nếu tụ bài số 1 bạn gặp cái tình trạng này rồi, hoặc sớm hay muộn bạn cũng sẽ gặp cái tình trạng này, thì nó sẽ rơi vào trong một cái tình huống là các bạn tụ bài số 1 á, bạn cân nhắc, mặc dù có cái sự liên kết đây nhưng mà bạn cân nhắc, bạn vẫn còn đang muốn suy nghĩ tới rồi bạn đang muốn suy nghĩ lui, bạn không thực sự là gắn kết hay là bạn không thực sự là muốn đón nhận lắm. Mới có cảm giác là vậy đó, không hiểu vì sao. Nhưng mà rõ ràng hẳn đây với trải bài này mình vẫn có thể sẽ trả lời là có năng lượng của quý nhân, có năng lượng của quý nhân. Wow, Six of Cups. Vậy thì chúng ta cùng với nhau nhìn cái lá bài The Lover chút xíu tụ bài số 1 nhé. Xin vũ trụ hãy cho các bạn tụ bài số 1 thấy rõ năng lượng của lá bài The Lovers. Ok, đấy. Mình vẫn cảm giác được các bạn cứ lừng chừng lờ chờ thôi. Hermit là ẩn sĩ và Six of Cups là 6 ly. Rốt cuộc cuối cùng bạn có một cái lá bài 10 ly. Đây, bạn nhìn giúp với mình cả Ten of Cups, Ten of Coins và Ten số 10 nữa. Bạn có những cái số mà nó trọn vẹn, những con số nó trọn vẹn, nó khá đẹp. Đây, cái năng lượng nó khá đẹp cho các bạn. Thành ra là bằng một cách nào đó bạn sẽ thoát khỏi cái tình trạng hiện tại. Công ăn việc làm, cảm xúc tác động, tiền bạc tài chính. Bạn sẽ thoát khỏi, tại vì ở đây với cái lá bài Six of Cups, mình đang có cảm giác các bạn tụ bài số 1 không sớm thì muộn bạn sẽ nhảy lên trên cái thuyền này và bạn đi. Bạn rời khỏi cái tình trạng công ăn việc làm, tiền bạc tài chính, mối quan hệ bất kể nha. Bạn đang trong cái mối quan hệ hay là công ăn việc làm hay tài chính thì bạn bắt cái năng lượng của mình giúp đi. Không sớm thì muộn bạn sẽ nhảy lên trên cái thuyền này và bạn thoát ra. Bạn thoát ra khỏi cái nơi đó và bạn sẽ đến một cái nơi mà không lo lắm về tài chánh, không lo lắm về cái cảm xúc của các bạn đâu. Mình vẫn có cái cảm giác là như vậy, nhưng trước hết bạn phải nhảy lên cái tàu này nè để bạn thoát khỏi cái ốc đảo của mình, bởi vì có cảm giác tụ bài số 1 bạn đang đóng cái cánh cửa lại, bạn không có giao tiếp. Mà với cái trải bài này á, bạn có thể là vì công ăn việc làm của bạn
mối quan hệ tài chính nó không theo như ý bạn muốn, cho nên bạn muốn quay trở về, bạn lọ mọ, bạn tự tìm cách tháo gỡ, bạn đánh giá lại bản thân, vân vân. Nhưng mà với cái trả bài này, mình thấy reconciliation là một sự kết hợp, một sự kết nối, liên kết trở lại. Đặc biệt là Six of Cups, mình vẫn cảm giác được rằng là phải có một cái người quen cũ nào đó. Nếu mà bạn phá vỡ cái vòng tròn mối quan hệ, phá vỡ cái vòng tròn an toàn của bạn và bạn chạm tay đến cái mối quan hệ của mình á, danh sách những người quen của mình á, thì mọi thứ nó khác đi, khác đi rất là nhiều. Tụ bài số 1, bởi vì ở đây với cái lá bài là Nine of Coins, là đây là mai ăn tim các bạn, mai ăn tim của Việt Nam mình. Trái dưa hấu có câu chuyện ngụ ngôn đây, tại vì cái bộ bài này mỗi một lá bài là một câu chuyện ngụ ngôn và hoặc là cổ tích trên toàn thế giới luôn đó. Và cái lá bài này nó đang nói về câu chuyện của Việt Nam. Vậy thì bạn sẽ thấy cái người này mang tim, sau khi mà phát hiện ra được cái trái dưa hấu nè, chăm chỉ, bạn thấy cười toe giống như các bạn tôi vào số 1 rồi, bạn sẽ cười toe, chăm chỉ trồng được cái trái này, khổ khó gì đó nó qua rồi, thì ra được một cái trái đỏ âu mọng nước như vậy, và đem bắt đầu là tiến vua, là giai đoạn đó là giai đoạn thành tựu đó. Vậy thì mình đang có một cái cảm giác là có thể là bạn lọ mọ một mình, bạn lo cho công việc của mình, bạn lo cho cuộc sống, bạn lo cho tài chính của mình suốt khoảng thời gian qua, khó khổ giống như mang tim vậy nè. Và bạn không có muốn là do not back down from opposition, bạn không có muốn giống như là gục ngã hay là từ bỏ đi đó. Kiểu giống như bạn vẫn muốn thể hiện cái dũng khí, cái ý chí, cái quyết tâm của mình độc lập. Mà khi độc lập là bắt đầu bạn quay trở về, bạn lọ mọ một mình nó cũng độc lập luôn. Đấy. Rồi thì thành ra là rõ ràng là nó có một cái năng lượng của một cái sự trợ giúp đó ở đây, nhưng mà bạn đang suy nghĩ chút xíu để coi 50-50, suy nghĩ ngàn, cân nhắc một chút xíu, bạn không có gắn kết lắm đó. Thì thành ra mình đang nhìn thấy rằng là nếu mà có cái sự gắn kết thì nó dễ hơn cho các bạn. Tụ bài số 1, khi bạn liên kết thì nó sẽ dễ hơn. Ví dụ như cái bài Five of Coin, thế ý mình nói rằng là nó có cái giải pháp cho các bạn, nó có một cái cánh cửa cho các bạn, nhưng mà bạn đang stress quá, bạn không có chịu nhận thấy và cũng không chịu đón nhận luôn đó, đâm ra là nó không có mở ra một cái giai đoạn mới cho các bạn. Tụ bài số 1 được, đâm ra nó làm cho các bạn khá là lủng củng, bạn giống như là đang muốn quay trở về bản thân của mình để mà bạn rọi sáng bản thân của mình. Ok, nó là cần thiết, bạn sử dụng ánh sáng của mình là cần thiết, nhưng mà biết đâu là khi bạn tương tác với người khác bạn học được cái gì đó. Thành ra đến đây mình không có dám nói nhiều, tại vì mình không có dám tác động vô trong cái câu chuyện của các bạn, mình chỉ có dịch nghĩa đây thôi, mình truyền tải cái thông điệp cho các bạn là như vậy. Thành ra rốt cuộc cái hoàn cảnh của các bạn, tụ bài số 1, bạn vững tin giúp mình nha. Ở đây nó vẫn có một cái năng lượng của cái sự vững vàng, trọn vẹn, thịnh vượng. Thực sự ra là đây là chủ về là tài vật, đây chủ về là cảm xúc. Cả tài vật và cảm xúc không có cái năng lượng mà bị tâm lý stress ở đây. Nó cũng không có cái khối lượng công việc nhiều đến mức độ là còng vai các bạn của bài số 1 đó. Mà nó lại đang có một cái trọn vẹn của cái vững vàng về tài chính, rồi một cái trọn vẹn của vững vàng về cảm xúc. Thành ra mình đang có một cái cảm giác rằng là nó cái hoàn cảnh của các bạn nó là tạm thời đó. Ý mình nói là nó tạm thời thôi, rồi mọi thứ nó sẽ ổn cho các bạn, nhưng mà không biết là bạn xoay cách nào thì nó tùy các bạn. Đến đây mình nghĩ mình nên ngừng để cho các bạn cân nhắc cái tình huống của các bạn một chút xíu, để cho các bạn thuận theo cái mạch của các bạn. Mong rằng là các bạn có những cái chuyển biến, mong rằng các bạn có những cái sự cân bằng, mong rằng các bạn sẽ có những cái sự thay đổi nó tốt đẹp, nhanh chóng, thịnh vượng đến với tụ bài số 1 nhé. Mình ngừng ở đây tại vì đây là tin nhắn cuối cùng trước khi mọi sự tốt đẹp hơn nó sẽ xảy đến với các bạn đấy. Chúc các bạn mọi sự tốt đẹp, bye bye. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 2, đây là viên đá và là bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau.
Các bạn tụ bài số 2, chúng ta đang kết nối năng lượng với nhau và đón nhận một thông điệp, một tin nhắn cuối cùng trước khi một cái sự việc đặc biệt nó sẽ xảy đến với các bạn tụ bài số 2. Vậy thì, ngay cái lá bài đại diện chọn tụ, bạn nhận được một lá bài là Differences. Differences là một cái sự khác biệt. Như bạn nhìn thấy đây là bạch miêu và hắc miêu nè, là mèo trắng với mèo đen nè, rồi trái bom với lại là trái cam, trái quả táo với lại trái cam. Nó đã thể hiện trái bom, nghe giật mình đấy. Thì nó đã thể hiện cái sự khác biệt như là differences. Vậy thì ngay cái lá bài đại diện chọn tụ mình đã nhìn thấy được, thậm chí cả cái roi với cây chổi đây nữa là các bạn, cái hoàn cảnh, cái tình huống của các bạn tụ bài số 2 á, không phải là một mình các bạn rồi. Không phải là câu chuyện chỉ có một mình các bạn ở đây, mà nó có cái sự liên kết, hoặc là dính líu, hoặc là mắc mớ, hoặc là phối hợp hay là kết nối với người khác. Trong cái trải bài này mình nhìn thấy được rằng là nó có liên quan đến nhiều người khác nhau, chứ không có riêng gì tụ bài số 2, mà nó có cái mâu thuẫn xảy ra. 9 người thì 10 ý, nó giống vậy. Mà hỏi là vì sao mà lại 9 người 10 ý ở các bạn tụ bài số 2, hoặc thậm chí cả là đối phương, một đối phương cho đến 2-3 đối phương tùy các bạn nhé. Đây là trả bài chung, bạn sẽ biết cái tình huống của các bạn, cái tình câu chuyện của các bạn. Ai cũng muốn đưa ra quyết định cả. Thực sự ra là ai cũng giỏi hết, ai cũng giỏi hết. Các bạn độ tuổi nào không có quan trọng. Nhưng mà ở đây là những cái người vững vàng, những cái người mà có cái tính gọi là logic á. Logic là trình tự nè, hợp lý nè, biết phân tích nè, biết lên chiến lược nè, biết nhìn nhận, biết nhìn sâu đánh giá nè, kiên định quyết đoán, biết hết. Rồi có thể có cả cái người mà gọi là nghĩ được nhiều chuyện lắm, gọi là sáng tạo đó, giỏi giang, sáng tạo, cũng biết cái cách mà điều hành, quản lý, kiểm soát. Thành ra mới nói là mỗi một người, thực sự ra như bạn chị thấy là mỗi người một sắc nét khác nhau ấy. Như chú Bạch Miêu và Hắc Miêu, đâu có nói là cái chú mèo nào mà đẹp hơn cái chú mèo nào được. Thậm chí ở bên Tây Phương, người ta rất là yêu quý mèo đen. Bởi vì thậm chí nó còn tượng trưng cho năng lượng của sự may mắn. Mày nói mày hơi khựng lại nửa giây. Đúng, thật sự là Tây Phương đôi khi có những người họ vẫn hơi lạc một chút xíu. Họ lầm, họ lạc một chút xíu. Họ nghĩ là mèo đen là nó giống phù thủy này kia kia nọ đó. Rồi thậm chí là Đông Phương mình cũng có nhiều người họ bị lầm lạc, họ nghĩ là mèo đen thế này thế kia đó, nhưng thực sự là mèo đen lại là good luck các bạn nhé, may mắn đó. Thành ra mèo trắng thì đẹp, mèo đen thì may mắn. Mình xin phép nói như vậy để mình áp một chút xíu cho cái thực tế của các bạn tụ bài số 2. Không ai hơn ai và cũng không ai thua ai ở đây, trong cái tập thể, trong cái nhóm, trong cái liên kết của các bạn tụ bài số 2. Nhưng mà rồi nó cứ xung đột với nhau thôi. Nó xung đột với nhau, đâm ra là nó làm cho cái công ăn việc làm, cái tình huống hoàn cảnh của các bạn tụ bài số 2 nó bị trì hoãn, nó bị chậm lại. Rồi bắt đầu là mọi người hơi bị lững lững lờ lơ một chút xíu đây. Vậy thì ở trong cái trải bài của các bạn mà có một cái lá bài là Page of Swords, là cậu bé hoặc là cô bé, bất kể cậu bé, cô bé hay là tiểu đồng gì đó, mi đang nói cái tên của lá bài mà mang năng lượng của khí. Khí là năng lượng của dương các bạn nha, khí là năng lượng dương. Thành ra cái năng lượng dương nó giống như là năng lượng âm, nó trầm, nó lắng xuống, còn cái năng lượng dương là tiến tới, tiến tới đó, nó giống vậy. Vậy thì ở đây mình đang có một cái cảm giác khi mà cái lá bài này xuất hiện, các bạn tụ bài số 2 bắt đầu là cái tình trạng mà nó lớn cấn, nó mâu thuẫn á, nó xảy ra, thì bắt đầu là các bạn tụ bài số 2 cũng như là cả những cái người liên quan bắt đầu cân nhắc lại cái tình huống giữa. Ở đây bạn sẽ nhìn thấy nhé, mình sẽ dùng cái chữ tiểu đồng đi cho nó không có phân biệt giới tính nam nữ hay cậu bé cô bé gì. Đây cái tiểu đồng ở trong cái lá bài này á, không biết các bạn nhìn rõ được không, kiểm tra coi. Ok, rõ ha. Đang muốn bảo vệ con ngỗng này nhưng mà cái mắt thì ngoái lại, cái túi tiền nó bị rơi. Túi tiền cũng ngon lành thật đó chứ. Một túi tiền to đùng luôn, túi tiền vàng nữa. Hỏi là ai không có bị thu hút. Nhưng mà thực sự ra cái lưng của cái chú tiểu đồng này đang quay lưng lại với cái túi tiền, và hai cái tay vẫn ôm chặt cái chú ngỗng để bảo vệ một sinh mạng. Đó. Thật ra khi cái lá bài này nó xuất hiện như vậy á, mình muốn phân tích một chút xíu để cho các bạn tụ bài số 2 thấy là rốt cuộc cuối cùng á, tập thể các bạn đã nhận ra một điều rằng là vì cái lợi ích trước mắt, tiền, lợi ích trước mắt và một vài những cái sự khác biệt đó, đôi khi nó không quan trọng đến mức độ như vậy. Có thể có những cái giá trị khác mà các bạn tụ bài số 2 bạn phải bảo vệ chăng, hoặc là tập thể của các bạn, nhóm của các bạn, liên kết của các bạn cần phải hướng cái sự quan tâm về những cái khác nó quan trọng hơn chăng. Đó, cái lá bài này nó đang cho mình thấy hình như là mọi người nhận ra được ở cái góc độ như vậy. Và ở đây bạn đang có hai cái lá bài. 6 là số 6 các bạn. 6 là cái số 6 luôn. Rồi cup là nước nha, thủy. Pentacle là xu, là thổ nha, và cũng là tài vật.
Thì ở đây My đang nhìn thấy là rốt cuộc các bạn tù bà số 2 và những người liên quan vượt qua được cái giai đoạn mà nó mâu thuẫn, vượt qua được giai đoạn mà nó rối ở trong cái liên kết của các bạn. Mỗi người đều nhận ra, a thì ra bên kia ý kiến cũng hay, ô thì ra bên nọ khác mình nhưng mà ở một cái góc độ khác, nó không có chồng chéo gì lên nhau cả, tại vì giống như là mỗi một người như vậy đa sắc màu đấy. Thành ra rốt cuộc cuối cùng tự nhiên bạn nhận được cái lá bài, không phải tự nhiên, mình nói tự nhiên các bạn nhận được, không có phải tự nhiên cái này là nhờ cái sự nỗ lực cố gắng của các bạn với nhau. Cho nên nó đẩy cái năng lượng, nó đẩy cái câu chuyện của các bạn ra được hai cái lá bài của nó đẹp lắm. Mình để đây luôn ha. Archway với lại Carrot. Hai lá bài này nó cùng một thông điệp là opportunity, là cơ hội. Mày phải để cho gần cho bạn thấy chứ hả. Tụ 2. Bạn có nhìn thấy opportunities không? Opportunities, possibility and path opening up nữa. Đó. Hai lá bài nó quá đẹp đi. Nó đang cho mình nhìn thấy một điều rằng là các bạn không có còn trì hoãn tình huống nữa. Các bạn đã vượt qua được cái giai đoạn mà nó rối, nó lộn xộn, để bắt đầu là nó mở ra một cái giai đoạn mới. Mà còn một cái góc độ khác nữa các bạn, tụ bài số 2 nhé, My đang nhìn thấy khả năng là nó sẽ có một cái sự liên lạc, một cái sự kết nối lại với một cái người quen cũ, hoặc là một người bạn cũ, hoặc là một cái người khách hàng cũ, sếp cũ, đối tác cũ, vân vân. Đây không phải là mối quan hệ mới. Mình đang nhìn thấy ở cái góc độ là như vậy nữa. Có thể là biết đâu là ngay từ đầu nó có một cái sự kết nối đó. Rồi khi mà các bạn tụ hai đề nghị cái điều gì đó chăng, tại vì ở đây nó cũng đang có hai bên nhìn nhau, ở giữa rực lửa lên, cái năng lượng nó khá mạnh. Rực lửa là bởi vì nó bất đồng quan điểm đó, nó hơi trái, cho nên là hai bên nó hơi hực lửa lên một chút xíu. Nhưng chả sao, lá bài này vẫn cho mình nhìn thấy là dù cái sự khác biệt nhưng mà đôi bên đều tìm hiểu cả. Đều tìm hiểu, đều tìm và hiểu ra vấn đề, thành ra là nó gắn kết lại được với nhau, kết nối lại được với nhau, không còn cái sự khác biệt và mâu thuẫn gì đó. Nó dung hòa cái năng lượng lại và bắt đầu là có thể là bên kia người ta đồng ý để mà phối hợp, đồng ý mà hỗ trợ, đồng ý mà chia sẻ với các bạn tụ bài số 2. Thành ra rốt cuộc cuối cùng nó sinh ra được một cái năng lượng của sự kết nối và nó mở ra một cái cánh cửa chung cho cả hai bên, tụ hai và bên kia luôn. Path opening up, cánh cửa, con đường nó bắt đầu rộng mở ra. Nó mở ra cái cơ hội cho hai bên gắn kết với nhau. Mặc dù lúc đầu hai bên không tự tin lắm, suy nghĩ đủ hết các kiểu nè, mâu thuẫn cãi vã, nhưng mà rồi tìm xong nó hiểu xong rồi nó ok với nhau, xong bắt đầu nó làm tiếp. Tuy nhiên như vậy, như các bạn vẫn cho mình phải nhìn kỹ một chút xíu, đó là reconciliation. Xin vũ trụ hãy cho các bạn tụ bài số 2 thấy rõ năng lượng của lá bài reconciliation. Ok, star là ngôi sao. Star là ngôi sao. Lovers. Và nine of one. Lá bài này đẹp, mình không có muốn che mất đó. Nine of one. Rồi. Mình đang nhìn thấy rõ hơn được cái nguyên nhân vì sao mà nó có cái mâu thuẫn nó xảy ra đó. Nó có cái lấn cấn nó xảy ra là bởi vì giống như tụ hai và người còn lại, hay bên còn lại, hay những người còn lại, kiểu giống như mỗi người đều có những một cái mục tiêu và một cái chí hướng. Thành ra khi mà sáp nhập lại hoặc là kết hợp phối hợp hay liên hệ lại, bắt đầu là đôi bên nó sinh ra một cái hơi hồ nghi, liệu chừng được không. Lại nên thấy nó không có liên quan gì, differences nè, cái sự khác biệt gì nè, đây đó. Cho nên là hai bên mới bắt đầu là cân nhắc. Lúc nãy bạn còn nhớ cái lá bài này, mình có nói cái năng lượng đó rồi đó, kiểu vậy. Nhưng mà sau khi mà có cái lấn cấn, đụng độ quan điểm đó, đụng độ quan điểm thì nó có cái độ dung hòa nó xảy ra rồi. Và bắt đầu là cả hai nhập chung lại làm một, hai bên nhập chung lại làm một với cái lá bài lover này. Nó nằm ngay với reconciliation luôn. Bởi vậy cho nên rằng là khi mà mỗi người một con đường, mỗi người một cái mục tiêu, mỗi người một cái chí hướng như vậy, đâm ra là nó
không tới đâu tìm cái từ không ra, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng là đã đồng ý và phối hợp với nhau, đã cân nhắc rất là kỹ rồi cái việc mà mình cần phải làm là nó đúng đắn và nó ra được cái kết quả, thì bắt đầu hai bên phối hợp với nhau cho nên nó chính thức, nó mới mở ra được là một cái giải pháp mới, một cái cơ hội mới, một gọi là một cái ý tưởng mới, một cái ngã rẽ mới. Mà cái năng lượng ở đây mình đang nhìn thấy á, là bởi vì sao mà mâu thuẫn là hiểu lầm nhau á. Hiểu lầm ý kiến khác nhau thôi chứ không có đụng độ gì nhau. Thậm chí ở đây nè, với một cái lá bài King of Swords và Queen of Swords nè, mình nhìn thấy rằng là các bạn tụ bài số 2 và cả những cái bên kia các bạn có thể sẽ dùng những cái ngôn từ nó mạnh lắm, nhưng mà ngôn mạnh theo cái kiểu là trí thức á, mạnh theo kiểu cái logic á, mạnh theo cái kiểu thậm chí có cả là văn vẻ nữa, sharp là sắc bén lắm. Bảo vệ biện luận cái bên nào có cái chiến lược riêng của mình đó, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng ok là hả, mọi thứ nó được đổi mới hết luôn. Dọn dẹp sạch sạch hết mấy cái mâu thuẫn hiểu lầm xong rồi nó mở ra cái hướng mới, thôi nên là như vậy đó bạn. Mình ngừng ở đây tại vì muốn phân tích cho các bạn hiểu rõ, tại không biết là đây là trả bài chung mới xảy ra cái mâu thuẫn này chưa, mình muốn phân tích thiệt là kỹ để cho bạn tối thiểu hóa nó cho đến là triệt tiêu, đừng có mâu thuẫn ở đây luôn, nó dễ thở. Trước hay sau, sớm hay muộn gì mình cũng làm chung với nhau mà nó ra cái kết quả đẹp như vậy. Cắt cái đoạn giữa dục đi đừng có mâu thuẫn đụng độ thì cho nó thoải mái vậy ha. Tụ bài số 2 chúc bạn mọi sự an ổn nè, hài hòa nè, thấu hiểu lẫn nhau mà, là phước lành. Bye bye tụ 2. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 3 đây là viên đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Các bạn tụ bài số 3, chúng ta đang kết nối năng lượng với nhau và xem là vũ trụ gửi cho các bạn một thông điệp, một tin nhắn nào đó cuối cùng trước khi một cái sự việc quan trọng xảy đến. Vậy thì ngay từ cái lá bài đại diện chọn tụ của các bạn, bạn nhận được một lá bài là Forbidden, là một cái sự cấm đoán, ngăn cấm. Như bạn nhìn thấy một cái cánh cửa, bạn đang đi lên bậc thang, cửa đóng sầm lại, cái mình không có đi qua được, mình không biết có cái gì đằng sau cái cánh cửa này. Vậy thì cái lá bài Forbidden nó nói rất là nhiều cái thông điệp nhé. Mày đang đặc biệt kế bên là Psychic Abilities, nữa là Psychic Abilities là năng lực, khả năng về tâm linh, về cái bạn bạn nhìn thấy con mắt thứ ba nè đó, khả năng tâm linh, rồi nói về cái trực giác, nói về cảm nhận của các bạn. Vậy thì tự nhiên cái lá bài này, hai năng lượng này, nó đang cho mình nhìn thấy vũ trụ muốn giống như là giống lên một cái hồi chuông cảnh báo cho các bạn tụ bài số 3, rằng là những gì nó đã xảy ra mà bạn không giải quyết được, bạn không xử lý được, bạn không gặp gỡ được, bạn không đón nhận được, bạn không chạm tay đến được luôn ấy, là không biết cái gì sau cánh cửa này nè. Bạn sử dụng cái cảm giác của mình á, bạn sử dụng cái khả năng psychic ability là năng lực trực giác của mình, năng lực tâm linh của mình, để bạn cảm nhận một chút xíu về cái điều đó, xem rằng là nó có phải thực sự là forbidden, là ngăn cấm, có phải thực sự là bạn không có hạnh phúc, bạn không thành công, bạn thất bại, có phải là vậy không, có phải là như vậy hay không. Hay là có lẽ những gì bạn đã và đang không đạt được, dù đó là tiền bạc, công ăn việc làm, tài chánh hay là mối quan hệ, những gì mà bạn đã và đang không đạt được đó, có phải đôi khi nó là một sự an bài để bạn bẻ rẹ quẹo, bạn rẽ sang một cái ngã khác không? Đừng đi đường đó nữa. Cánh cửa này không phải dành cho mình, cho nên nó mới đóng lại cái sầm một cái trước mặt mình luôn. Hãy sử dụng cái trực giác của mình, khả năng tâm linh, con mắt thứ ba của mình, nhắm mắt lại và bạn suy nghĩ về điều mà bạn đang không chạm tay với tới được đó. Đôi khi nó lại là một cái sự quyết định nào đó được an bài trong vận số bạn thì sao? Mình có cảm giác là vậy. Bởi vì Forbidden nó đang nằm ngay trên một cái lá bài, đây là 15, 16, 17, 18, là Moon. Moon là mặt trăng. Moon là mặt trăng. Mi vẫn đang có cái cảm giác là cái điều mà bạn, mi dùng cái chữ điều thôi nha bạn, vì đây là trải bài chung. Bạn gặp vấn đề trong tình cảm, bạn gặp vấn đề trong mối quan hệ, công ăn việc làm, cuộc sống, tiền bạc, tài chánh, thì bạn tự biết câu chuyện của mình. Vậy thì cái điều đó bạn không có đạt được, bạn không có chạm tay tới, nó giống như bạn sẽ nhìn thấy đây là mặt trăng nè, trăng tròn rồi trăng lại khuyết, trăng khuyết xong trăng lại tròn, nó đang nói đến cái chu kỳ.
một tháng như vậy, 30 31 ngày của mặt trăng, thì cái giai đoạn mà bạn không chạm tay được đến điều mà bạn muốn, hạnh phúc hay là tài chánh hay là công ăn việc làm, thì nó giống như giai đoạn trăng khuyết vậy. Nó phải có cái giai đoạn trăng khuyết để đi từ từ, túc tắc túc tắc túc tắc thì trăng mới tròn được. Cho nên ở đây My đang nhìn thấy là nó có cái năng lượng trăng tròn, không sớm thì muộn các bạn tụ bài số 3 bạn sẽ gặp trăng tròn. Và một nhóm các bạn tụ bài số 3 gặp trăng tròn rồi, một nhóm còn lại không sớm thì muộn thôi, 1 2 tháng tới gì đó bạn sẽ gặp trăng tròn. Mà cái trăng tròn, cái ví dụ mà ví von ở đây của My là một cái cơ hội mới, con người mới, hoặc là công ăn việc làm mới, một cái ngã rẽ, một cái hướng mới mà bạn thích lắm. Bạn sẽ cảm mến cái thời điểm trăng tròn đó. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là bạn bị một cái ám ảnh, là bạn bị đóng cửa, forbidden. Bạn bị đóng cửa có nghĩa là bạn bị một cái ám ảnh là mình không có được hạnh phúc, mình không có được cái sự ổn định trong công ăn việc làm, tiền bạc tài chánh hay là hạnh phúc trước đây. Cho nên nó làm cho bạn đóng luôn cái cánh cửa của bạn với cái trăng tròn luôn. Bạn hình dung cái cách My đang muốn ví von không? Là My đang thi theo mạch cái trải bài của các bạn thuộc bài số 1. Ở đây nó có một cái lá bài là căn nhà, có nghĩa là như vậy nè. Bạn đã vất vả nhiều rồi, bạn đã cố gắng nỗ lực khổ sở nhiều luôn rồi, rồi cho đến khi mọi thứ nó không được theo như ý bạn muốn, cho nên bạn cũng cố gắng này kia kia nọ, sau rốt cuộc cuối cùng cũng mò được về tới nhà, hoặc là xây được một căn nhà cho chính mình, có nghĩa là tự tạo dựng công ăn việc làm, tự vững lại cuộc sống của mình nói chung đó. Thì bạn sợ cái cảm giác là nó không an toàn, bạn sợ cái cảm giác là nó liều lĩnh đó, kiểu vậy. Thành ra là lúc trước bạn bị ai đó từ chối, bạn không có được hạnh phúc. Lúc trước bạn bị công việc nào đó cho bạn bị dập mặt, đâm ra là bạn không có được thành tựu. Đó, cái cửa đóng là nãy giờ mới ví von là như vậy. Xong sau đó bạn cũng cố gắng bằng cái phạm vi khả năng của mình. Sau đó rốt cuộc cuối cùng đấy, thời điểm sắp tới nè, thậm chí cả là thời điểm hiện tại, một nhóm tụi bà số 3 bạn gặp rồi, trăng tròn đang tả đó, là một công việc mới, hoặc là bạn gặp một cái đối tác, đối tượng mới, một cái mối quan hệ mới, thậm chí cả là người yêu mới luôn nói chung. Cơ duyên mới và nhân duyên mới, nhưng mà bạn bị ám ảnh, bạn bị sợ, cho nên bạn, cái nhà của bạn vững quá mà, suốt khoảng thời gian qua vững quá, cho nên bạn đóng sầm cái cánh cửa lại, bạn từ chối, bạn không có dám nhận. Nó giống vậy đó. Mà từ chối thì chưa chưa mi chưa có dùng đến mi chưa có dám quả quyết cái giai đoạn đó, mà mình đang mô tả cái diễn biến tâm lý của các bạn thôi tụ ba. Bởi vì trong trải bài nó mới có là psychic ability, bạn sẽ thấy rất là hay nè. Cái psychic ability nó nằm ở giữa một căn nhà quá vững vàng đi, và nó nằm bên một cái cánh cửa, nó ngăn cấm các bạn, nó là quá khứ ám ảnh và đây là hiện tại, kết nối quá khứ và hiện tại bằng một cái psychic ability, là một cái trực giác, một cái cảm nhận, một cái con mắt thứ ba để cho bạn suy nghĩ coi quá khứ nó đóng lại thì bạn mới có cái hiện tại vững vàng này. Rồi hiện tại vững vàng này thì mới bắt đầu là nó có một cái tương lai. Hay lắm, 1, 2, 3, 4, 5 cái lá bài này rất hay. Mà cái tương lai đây á, bạn sẽ thấy là bàn tay đồ đấng bảo hộ á, rót nước lại cho cái chén này, là cái chén trái tim của các bạn á, nó rỗng tuếch suốt khoảng thời gian qua. Vậy thì ông trời, vũ trụ, thượng đế rót nước đổ lại, đong đầy cảm xúc cho trái tim của các bạn. Thành ra kế bên tulip, great passion, là một cái đam mê, một cái cảm xúc tuyệt vời, nó đã được đong đầy lấp lại cho nó trọn vẹn cái trái tim của các bạn nè. Ở đây nó còn có cái younger woman, là một cái người trẻ đó. Khả năng là không biết là bạn sẽ dealing là giống như là bạn kết nối, bạn liên kết, hay bạn làm việc, hoặc là bạn trong một cái mối quan hệ với một cái người trẻ. Ok, thì để Mimi đã nói cái trải bài này cơ duyên và nhân duyên, mà nhân là người đó bạn, cơ là cơ hội đó. Ok, quay lại thì Ace of Cups này nó là tương lai. Cái căn nhà này từ nãy giờ mình vẫn là hiện tại, mình tả cái hiện tại của các bạn tụ bài số 3, và nó được ngăn ở giữa bởi một cái lá bài rất hay. Mimi để ngược lại cho bạn nhé, Tô Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh trong Tây Du Ký. Bộ bài này nó rất là đặc biệt, mới rất là thích, là mỗi một lá bài như vậy là một câu chuyện ngụ ngôn, là một câu chuyện cổ tích trên toàn thế giới luôn. Bộ này là câu chuyện Tây Du Ký, bộ này câu chuyện gì đó ở bên Nhật quên rồi. Đó, quay trở lại, đây là Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh. Vậy thì càng xác định rõ hơn nữa, bạn thấy Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh đang nhìn về cái đóa sen không? Cái đóa sen là Phật tổ đó. Nó đang cho mình nhìn thấy là, không biết là các bạn tụ bài số 3 bạn biết câu chuyện đó không? 7x 8x chắc biết, 9x chắc biết,
9X đời 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 cuối qua đến 2K, mi không biết là các em có biết hay không. À nhưng mà Judgment này, trong cái câu chuyện này á, là Tôn Ngộ Không và những đồng đội khác, tả như vậy đi, trải qua rất nhiều đại nạn, trải qua rất là nhiều đại nạn. Nhưng mà cái thử thách đầu tiên á, là vì Tôn Ngộ Không á, có một cái khả năng á, rất là tuyệt vời nhưng mà không có biết kiểm soát, thành ra là Phật Tổ có thử thách là coi như lấy núi đè đèn chút xíu, xong thoát ra được núi đè, xong bắt đầu trải qua rất là nhiều đại nạn, rốt cuộc cuối cùng đã tìm đến được một cái chân lý, tìm được mấy cái cuốn kinh ở trong đó nó có cái giáo lý để mà con người ta sống đúng đó, kiểu như giống vậy. Vậy thì tự nhiên bạn sẽ thấy rất là hay ở chỗ cái hiện tại quá vững chắc ổn định của các bạn tụ bà số 3, và một cái tương lai nó được đong đầy lấp đầy lại được cái cảm xúc cho cái trái tim rỗng tuếch của các bạn suốt khoảng thời gian qua, nhưng mà bạn chưa có ngộ ra được là mấy cái đại nạn vừa qua như vậy đó, nó phải có để nó lót đường, lót đường, lót đường để cho mà chạm tới tương lai, để cho mà Tôn Ngộ Không chạm được đến cái đài sen này. Nhưng mà bạn chưa có nghĩ được, để vì bạn vẫn còn đang có một cái gì nó thủ thế, nó an toàn, cho nên bạn không có đưa ra được quyết định rằng là mình có nên đón nhận cái, đây là trải bài chung, cho nên mình sẽ là nên đón nhận con người mới này không, nên đón nhận cơ hội công việc mới này không, nên đón nhận cái hướng ngã rẽ mới này không, bạn không quyết định được. Bạn sợ bạn chịu trách nhiệm với cái quyết định đó đó, thành ra là mi đang mô tả rất kỹ cái diễn biến tâm lý của các bạn. Chứ còn ha, cái gọi là cái điều đặc biệt đó đang chuẩn bị xảy đến cho bạn là nó giống như là một cái món quà bồi đắp của ông trời vũ trụ thượng đế dành cho tụ bà số 3 trong suốt khoảng thời gian qua, trong cái lúc mà giống như là Tôn Ngộ Không bị núi đè, Tôn Ngộ Không trải qua mấy cái đại nạn trước vậy. Nhưng mà bây giờ cuộc sống của bạn ổn quá, tụ ba mới đang có cái cảm giác như vậy. Trải bài chung mới dùng cái chữ ổn quá thôi, có người ấy thì so với trước thì quá ổn, ổn so với trước thôi, còn có người đúng nghĩa là ổn luôn đó, mới thấy không lo gì về tiền bạc tài chính lắm, cuộc sống thoải mái vững vàng. Mà bởi vì thoải mái, mà bởi vì vững vàng, bạn càng muốn bảo vệ cái sự vững chắc nó như ngôi nhà này. Nên bạn 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 muốn tự thân vận động cái kiểu giống như vậy. Đâm ra nó như này, mình nhìn thấy trải bài nhá, thì mình nói thôi, không có ý kiến cá nhân ở đây, là ý kiến của vũ trụ mình phiên dịch. Với cái lá bài Empress này á, là một cái lá bài rất đẹp, nó mang năng lượng của thịnh vượng và phước lành. Đây là năng lượng của tụ bà số 3. Nam nữ giới tính không quan trọng, bạn vẫn đang thừa hưởng năng lượng của The Empress, là một năng lượng phước lành và thịnh vượng đó. Nhưng mà bạn không có dám nhìn thấy, bạn không có dám đón nhận, bạn không có dám cảm nhận, bạn e phước lành có không đó, hay là rốt cuộc cuối cùng bị đóng cửa một cái rầm giống như trước đây trong dĩ vãng và quá khứ. Bởi vậy cho nên vũ trụ gửi đến cho bạn một lá bài Psychic Ability, bạn sử dụng cái trực giác cảm nhận của bạn, bạn đánh giá xem, bạn đánh giá xem, biết đâu là mình có thể chạm tay được đến một cái gì đó nó thoải mái nhẹ nhàng, biết đâu còn một nấc nữa là mình chạm được đến cái đài sen. Nhưng mà mình không có dám là bỏ ý kiến cá nhân vô nha, đó là chuyện của các bạn, mình chỉ phân tích thấy cái lá bài ở đây thôi. Lá bài này nó còn cho chúng ta thấy một điều nữa rằng là bạn phải đưa ra một cái quyết định để bạn có thể chạm tay được đến phước lành. Và một góc độ khác của cái tụ bà số 3 nhé, từ nãy giờ mình nói về cuộc sống, công ăn việc làm, tiền bạc tài chánh, nhưng sẽ có một cái góc độ, nó sẽ có cả những cái người đơn giản thôi, trong 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 cái chuyện cá nhân đó, đã rất là nhiều người cầu con, đã rất là nhiều lần cầu con, hy vọng con đủ hết các kiểu luôn rồi. Nhưng mà thôi thì không biết sao bây giờ hiện tại tự nhiên nó có một cái tin vui tới, mà bắt đầu các bạn cũng sợ nữa, lo sợ đủ thứ hết các kiểu. Tại vì cái lá bài này nó đang có năng lượng đẹp, nếu mà tụi ba người nào mà có bầu, khả năng đôi khi lá bài này hên hên mình có, thôi mình không có nói à, giới tính con không nên. Ok, quay trở lại, tóm lại đã đến lúc bạn phải đưa ra một cái quyết định. Bạn không giữ được cái đầu nó lạnh, bạn không giữ được một cái sự sáng suốt là bởi vì bạn thiếu tự tin thôi. Thành ra bây giờ mới coi cái lá bài này cho tụi ba nha. Xin vũ trụ hãy cho các bạn tụi bà số 3 thấy rõ năng lượng của lá bài Ace of Cups. Một ly là như thế nào? À, Nine of Swords, chính kiếm. Wow, vua gậy. Mấy cái lá bài nó cứ giảm giảm nha, bị độ ẩm nó cao quá. Page of Cups,
cậu bé hoặc là cô bé Ly và Seven of Cups. Seven of Cups. Những lá bài này nó tả khá rõ là bạn bị ám ảnh quá khứ. Mi vẫn cảm giác là như vậy, bạn bị ám ảnh quá khứ. Cho nên trong cái hiện tại á, dù tụ bài số 3 bạn là nữ giới đi chăng nữa thì cái năng lượng dương, cái masculine energy, năng lượng dương trong cơ thể của các bạn nó trỗi lên mạnh lắm. Nó trỗi lên bởi vì là nó cái nghị lực của bạn đó, bạn vượt qua cái giai đoạn vừa qua. Thành ra là Seven of Cups, Seven of Cups. Mi đang cảm giác được là giống như bạn vẫn có cái khao khát thầm kín để mong rằng là cuộc sống của mình á, nó thực sự là được vững vàng về tiền bạc, công ăn việc làm, hạnh phúc, mối quan hệ tài chính đủ hết. Bạn có những cái mong ước đó, thành ra là bạn liệu chừng không biết rằng là lần này khi chúng ta đón nhận cơ hội mới hoặc là nhân duyên mới thì nó có thực sự là cái đèn thần để nhiều cái bạn mong là nếu như mà đón nhận cơ hội này có đúng là cái cơ hội nó sẽ xuất hiện cái ông thần đèn á để mà ban cho mình điều ước hạnh phúc an ổn vững vàng ấm áp hay không, nó cái kiểu giống vậy. Cho nên là bạn mới bị lần trần lừa trừ, bạn mới bị áp lực, nó có một cái năng lượng hơi cầu toàn ở đây. Chả sao, nó là bình thường, dĩ nhiên, hợp lý, dễ để hiểu thôi. Nhưng mà rốt cuộc tóm lại, cái lá bài Psychic Abilities là nó mang cái yếu tố quyết định ở đây. Không có ai mà quyết định, cũng không có ai mà thẩm định được cho các bạn tụ bài số 3. Duy nhất bạn là người có cái câu trả lời chuẩn chỉnh nhất của mình đấy. Vũ trụ nhắc bạn khi mà gửi cái lá bài này, Psychic, khả năng tâm linh của các bạn, bạn mới biết được đâu là đúng, đâu là phù hợp nhất cho mình mà thôi. Tại vì ở đây mi kể cho các bạn cái câu chuyện. Ở đây nước nào thì mi không nhớ, mi nhớ cái câu chuyện tại bộ bài này mỗi một lá bài là một câu chuyện cổ tích, là một cái câu chuyện thần thoại trên toàn thế giới. Ông mi nói rồi cái lá bài này đúng không? Vậy thì cái lá bài này á, ông vua ông được cái bà tiên tri này, ông vua mà sinh ra được con trai đó là người ta rất là hạnh phúc luôn, gọi nối dõi tông đường đó. Nhưng mà cái bà tiên tri này bà nói là cái người con trai này lớn lên á là đi ngược lại hoàn toàn hết luôn á với lại cái ước mơ của đức vua và hoàng hậu. Kiểu hơi hơi phản quốc á. Nhưng mà cái người cha này, người cha thôi, mình không dùng chữ ông vua nha, người cha này ôm mặt bạn không, rất khó để quyết định, máu mủ và người con cầu con khẩn của mình, nhưng mà tiên tri nói như vậy. Nhưng mà rốt cuộc cuối cùng ông vua ông vẫn đưa ra một cái quyết định. Cái từ mấu chốt ở đây là đưa ra được một cái quyết định. Ông ấy là người quyết định chứ không phải là cái bà tiên tri này. Thành ra bởi vì ở đây là psychic, giữ lại đứa con. Psychic abilities là vũ trụ muốn các bạn tụ bài số 3, bạn phải tự đưa ra quyết định và tự chịu trách nhiệm. Tại vì ở đây nó có một cái lá bài, bạn thấy là con voi nó có hai cái sừng, thay vì hai cái sừng lại là hai cái thanh kiếm, có một cái mặt nhú ra là bạn đó. Lá bài này nó đang cho chúng ta thấy là bất kể cái quyết định này nó cũng có một cái trách nhiệm và nó có một cái kết quả tương xứng cả. Thành ra là khó, tại vì nãy mới nói có hơi năng lượng cầu toàn á, khó để mà so sánh việc này với việc kia lắm. Nó là cái tốt nhất trong khi bạn đã là quyết định rồi. Đó là thông điệp mà vũ trụ gửi đến cho các bạn đấy. Đến đây mình ngừng để cho các bạn lắng động lại một chút xíu để bạn có thể cảm nhận, kết nối lại với cái trực giác của mình. Mà cái trực giác này nếu tụi bạn số 3 hỏi làm sao để mà kết nối được, dành một khoảng thời gian tĩnh lặng nhất trong ngày, một ngày, ba ngày, thậm chí là năm ngày đó, dành một khoảng thời gian tĩnh lặng nhất, bạn suy nghĩ về cái việc đó và một cái mạch suy nghĩ nào nó xẹt qua đầu bạn thôi, xẹt qua thôi nha, không nghĩ tới nghĩ lui, thì đó là một cái tín hiệu, đó là một cái lời hồi đáp của vũ trụ, ông trời, thượng đế soi đường cho bạn. Còn nếu không có thì bạn cứ lặng lẽ bạn suy nghĩ về cái việc đó, về cái người mới đó hoặc là một cái việc mới nào đó, và bạn khởi một cái niệm rằng bạn xin vũ trụ, ông trời, thượng đế, hoặc thực tế hơn là long thần hộ pháp, hoặc là thánh thần thổ địa, hoặc là người nào đó ở trong cái khu vực nào đó, năng lượng tâm linh nào đó ở trong cái khu vực này, giống như là hãy cho bạn một cái ánh sáng, hãy cho bạn một câu trả lời, hãy soi cho bạn một cái con đường, sử dụng chính thân thể của bạn là cái nơi mà gửi tín hiệu cho bạn. Thì có thể tối bạn ngủ mơ, hoặc là sáng mai hay là hôm sau gì đó, bạn đi ngoài đường bạn thấy cái chuyện này, bạn đọc cái chuyện kia, bạn nhìn thấy có một cái tình huống nọ, bạn biết câu trả lời. Tụi ba nhé, mi ngừng ở đây, chúc các bạn có đủ được cái quyết định mà nó tỉnh táo nhất, phù hợp nhất, tốt đẹp nhất và thịnh vượng nhất cho bạn. Chúc phước lành. Bye bye.